8 7 6 5 4 3 2 1 mở. Halloween đã đến rồi, anh em đã có màn hình tải game Halloween chưa? Bấm ngay vào luôn vào biểu tượng Clash of Clans đi các sếp ơi. Và đây, hôm nay chúng ta sẽ mở chướng ngại vật và phần quà bí mật ở trong quà Halloween của Clash of Clans năm 2022. He he, cho kẹo hay bị ghẹo? Ok bạn ơi, và chúng ta sẽ tốn 25.000 tím để mở em này. Vậy thì trong này bây giờ chúng ta sẽ có cái gì ta? Ok, mình sẽ mở luôn cho các sếp. Đơn giản, nhanh gọn nhẹ luôn nha. Và như vậy các bạn cần phải 30 giây để mở em chướng ngại vật này. Từ từ đã, để tâm nhìn qua cái đã nào. Vâng, trong này là vừa có kẹo vừa có bàn tay xương. Chạm vào thì nó rớt kẹo ra. Chạm cái nữa nào. Rớt kẹo ra các sếp ạ. Nhưng mà tại sao nó vẫn cứ từng cái kẹo nhỉ? Đấy, nó vẫn có bốn cái kẹo đấy thôi, nhưng chạm nó ra ba cái mà. Ủa đúng ma thuật không? Ma thuật quá. Bây giờ thì mình sẽ chặt cái này. 30 giây, bắt đầu. Nếu mà các bạn nào mà chưa múc cái phong cảnh này, anh em bị lỗi quốc gia hay cần tư vấn gì, các bạn liên hệ ngay fanpage Akari Gaming của mình sẽ tư vấn đầy đủ cho các sếp nha. Anh em nào tự nạp được, các bạn nhớ nhập cái mã Akari ủng hộ mình nha. Đây là cách anh em ủng hộ tớ và Supercell sẽ là người trả lương. Phong cảnh này rất đẹp anh em ạ. Và chúng ta sẽ còn lại đây 10 giây nào. 8 7 6 5 4 3, 2, 1, mở. 5 điểm kinh nghiệm và 75 tím à? 75.000 tím à? Còn gì không? Trôn à? Ơ đủ. Trôn thế nhở? Đi farm trận cho đỡ trôn đi chứ chả lẽ. Con quà Halloween cho kẹo mà. Dỗi rồi. Đi đi đập cái nhà này xem sao anh em ạ. Vâng, cứ tưởng là ngon ăn quà Halloween các thứ đồ ngoảnh đi ngoảnh lại không còn gì. Úi trời ơi, baby của chúng ta. Vâng, tớ sử dụng em baby là để vâng tấn công với cái nhà như thế này này các bạn này. Đơn giản đâu, bởi vì nếu mà đánh chồng to thì nó không được như này đâu. Đánh chồng to nó khoai hơn nhiều. Lụm đi bạn ơi. Vào đấy bắt cái đại bàng nó bạn ơi. Inferno một tia thứ hết thế. Tớ sẽ đầu tư King Queen vào đây rồi đầu tư tiếp một cái thả đá nữa. Vét được gì thì cứ vét chứ bạn, đúng rồi. Thả đá vào cái để cho mở lối cho King Queen nó vô ôm xô chứ đùa đâu. Còn khu vực nhà chính đốt cho kịp thôi, tổng tường rồi. Queen với King chạy sang bên này này, đúng rồi. Ăn cái X-Bow, đúng rồi, trời, tuyệt vời. Mình trận này quản giáo đâu mà không thấy ta. Con chỉ trong này. Đầu tư cuồng nộ đã, con gì không biết. Giật đi em. Đúng rồi, đi đường quyền, đi đường quyền. Ô, không kịp ạ, gồng Queen để ăn khu vực nhà chính. Hết tài nguyên. Rồi. Đỡ buồn khi mà không ăn được cái em kia. Thì thôi chúng ta ăn hết tài nguyên nhà này của Luffy cũng được. Không sao cả, mà có bonus nữa là ấm rồi. 1 triệu nha. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái ạc khác để mở xem cho kẹo hay bị ghẹo nha. Và đây tớ sẽ sử dụng một ạc nhà chính tha hơn bé nữa. Vâng, các sếp nào mà có cho kẹo hay bị ghẹo rồi thì hãy comment ngay ở phần bình luận phía dưới cho mình biết với nha. Còn các sếp nào mà chưa có thì anh em chắc là chưa đẹp trai như tớ rồi, hoặc là các bạn chưa nhập mã Akari mỗi khi các sếp mua các gói ở trong cửa hàng đấy. Anh em nhớ nhập mã để nhanh tay có được cái quả phần quẹo bí mật này từ Clash of Clans nha. 11 giây. 9 này. 8 này. Ô, nó vẫn ra kẹo này. Trong lúc xây nó vẫn ra kẹo này. Ấy xời. Cái gì? Ra cái gì? Ra cái gì đấy? 75.000 tím và 5 điểm kinh nghiệm thật. Đùa. Ảo thế à? Căng nhở? Tớ sẽ thử tiếp một ảng nữa. Tớ tiếp thử ở cái ảng thứ 3 của tớ nha các bạn nha. Chứ không thể nào mà cho ít như thế được. Kẹo đâu? Kẹo này không ăn được.
Mất 25.000 nhỉ? Mất 25.000 tím nhưng chúng ta nhận lại được 75.000 tím thì chúng ta được 50.000. Thì cũng được. Và cứ vậy là anh em chịu khó, nếu mà bạn nào mà mọc nhiều thì tranh thủ chặt ngày vài cái cũng được đấy. Nhưng mà không biết các sếp đang xem có cái nào không. Nhưng tớ là ạc nào hầu như tớ không có. Lên! 5 điểm kinh nghiệm và 75.000 tím thật kìa. Ồ. Yên tâm, tớ chặt tiếp. Tớ thử tiếp. Tớ sẽ mở em cuối cùng các bạn này. Mở nãy giờ rồi để xem em này có khác biệt không. 25.000 tím. Vẫn là 25.000 tím và trong vòng. Úi dồi. 75.000 tím và 5 điểm kinh nghiệm. Đấy là tất cả những cái mà tớ đã mở trong ngày hôm nay. Và tớ mở 5 đến 6 ạc rồi đấy. Và anh em ạ, nó chỉ như vậy thôi nhá. Khá là bất ngờ. Hãy đưa ra ý kiến của ông sếp ở phần bình luận phía dưới cho mình biết anh em cảm nghĩ như thế nào về trường hợp vừa rồi nha. Bây giờ thì là cũng chỉ còn nâng 5 triệu mấy này. Ok, tớ nâng luôn. Và tớ sẽ làm một trận luôn nha. Let's go. Làm luôn trận này là các sếp nha. Cũng gần 1 triệu mà. Thôi tấn công vậy. À ha, mình sẽ đánh vào hướng bạc đi lên nha. Bên này có lính hội thành. Để rồi. Không phải xoắn. Cho Queen Queen sang đi lính hội thành luôn. Đó. Châu Húc ủi vào đi em. Quản giáo đã bật gồng luôn. Bình tĩnh, sẽ có mặt Thái Bình cuồng nộ bên này. Balloon đang áp sát vào khu vực trung tâm phía trong. Một pha đóng băng ở đây. Độc dược sẽ được triển khai cho em Queen nhá. Tiếp tục nào. Đầu tư đóng băng tiếp cũng đại bàng. Ô, bị short cái Inferno nhiều tia rồi. Tôi không xa hết. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đồng kinh. Rồi. Bên này chúng ta sẽ có một pha beat em Royal Champion, máy bắn đá và Inferno nhiều tia. Trời. Tuyệt vời. Team Indo. Có lẽ bạn ấy đến từ Indonesia. Em Royal vẫn chưa đi. Nhưng mà một lượt đoạn nữa là đi thôi. Royal của chúng ta sẽ giao bánh trong tình huống này. 3 2 1. Từ từ. Rồi. Quẩy em Queen nữa là xong cái nhà này các bạn nha. Ok. Bạn này vẫn chưa có cho kẹo hay bị ghẹo của Halloween đâu này. Và cái chướng ngại vật của Halloween thì nó là cái sự kiện mà, nên là nó như cây bình thường, các bạn chặt thì nó lại mọc nha. Yên tâm, không lo là cứ nó sẽ mọc lại chứ không phải là chặt nó mất luôn đâu. Anh em đừng có như vậy nha. Thoải mái, enjoy các bạn nha. Ui rồi, nhận phần thưởng sao luôn, quá đã luôn ạ. Được rồi, và chúc tất cả các sếp may mắn và sẽ sau khi xem xong video này các bạn sẽ nhận được chướng ngại vật cho kẹo hay bị ghẹo đấy nha. Và chúc anh em một mùa Halloween thật là vui vẻ. Sếp nào mà chưa đánh xong thử thách ma quái và cực kỳ ma quái thì hãy xem lại ngay trên kênh của mình nha. Còn chiều nay chúng ta sẽ có một video rất hay để đón chào bóng ma hoàng gia trở lại trong Clash of Clans, và nó sẽ đánh mắc nhà chính thần 15 cấp độ luôn đấy các bạn nha. Hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn ở trong video chiều nay rất hấp dẫn. Các sếp nào mà múc mấy cái gói trong cửa hàng này mà bị lỗi quốc gia cần tư vấn gì, anh em liên hệ fanpage Arcady Gaming của mình, 135.000 người ở Facebook nha. Còn các bạn nào tự nạp được rồi, anh em nhập cái mã Akari ủng hộ mình nha. Đây là cách anh em ủng hộ tớ và Supercell sẽ là người trả lương, động lực rất lớn cho tớ phát triển kênh tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Bye bye anh em.